Chào con. Chào chú. Con tên là gì? Con tên là Thùy Anh. Thùy Anh đi từ thành phố nào? Dạ, con đến từ thành phố Hà Nội. Con đi mấy tuần? Dạ, con đi một tuần thôi. Thế con sang từ ngày hôm nào? Dạ, con sang từ ngày 7/6. Đến hôm nay là được mấy hôm rồi? Tầm 4 hôm rồi. Con có cảm nghĩ gì? Dạ, con thấy con học được rất là nhiều điều này, tự lập và vui vì được sống với các bạn, rồi là các chú rất là thương yêu con. Thế ở resort có vui không? Có, resort sạch với lại vui, đẹp lắm. Hôm nay con đi đâu? Dạ, hôm nay con đi bơi, với bây giờ đang ăn trưa. Chiều ăn món gì vậy? Dạ, con ăn gà. Gà gì? Gà nén thôi. À. Các loại là cái khoai tây á. À, McDonald's à? McDonald's. Ok. Rồi. Thế sau khi sang Singapore rồi thì con có kế hoạch gì trong tương lai không? Nghĩ là con sẽ đi nhiều nơi và học thật là giỏi để sang đây học và làm việc luôn. Tại vì thấy đẹp quá. Ok. Rồi thế chú chúc cháu một chuyến đi vui vẻ nhá. Vâng, cảm ơn chú. Và con sẽ đạt được đúng ước mơ của con mong muốn nhá. Vâng ạ. Rồi, chúc chào con. Cảm ơn con.